thế nào á, để nó có được giúp được cái điều gì đối với mình không, thì Hòa có ưu tiên hẳn 3 phút chia sẻ. Xin chào tất cả chị em nhà mình. Đúng là cái vừa rồi là một cái kỳ trải nghiệm gọi là kinh hoàng trong gia đình mình. Thì cái hiện tượng mà khi mà gia đình nhà mình bị F0 ấy, Covid ấy, nó rất là nhẹ, tức là cái tất cả những biểu hiện của nó không rõ, nên là không không biết được. Nhưng mà cuối cùng là nhà mình là hai vợ chồng bị, với lại trên nhà ngoại bốn người bị, trong đó là có mẹ đẻ và ba đứa em trai em gái và em dâu. Đấy, thì vừa qua cái việc này thì mà mình cũng thực hành rất là nhiều, và rất là tức là vẫn đặt niềm tin vào cái phương pháp thực hành này, cũng là cũng tích cực chữa chạy, kể cả thuốc, kể cả tiền, nói chung là kết hợp đông tây y, kể cả thuốc của Việt, kể cả thuốc của Nam. Cho nên về cơ bản thì 5 người nhà mình là phát triển. Tuy nhiên là có mẹ già, thì bà về tí là ở phường mới lên danh sách các cụ trên 80 tuổi là đi bệnh viện Melatech đầu tiên. Nhưng mà vừa lên danh sách hôm thứ sáu thì thứ bảy bà bị luôn, và cuối cùng là bà bị viện chiến đấu ở trong bệnh viện từ hôm thứ bảy tuần trước và đến đêm hôm kia là mình mất. Đấy, là cũng vẫn không thấy được. Tuy nhiên là Alo. mình cũng nghĩ rằng Chào là ơi. có thể là do số mệnh của bà nữa. Được cậu. À, năm nay là 83 tuổi, mẹ Cậu có 39, nên là bà vẫn ra đi. Thì tuy nhiên là gia đình cũng được những cái ưu ái, tức là cũng được gặp mặt bà lần cuối và được xuống đài hóa thân làm gỗ cùng bà. Thì bà để hóa thân làm gỗ, sau đó cũng được ưu ái là được giữ nguyên xương, giữ xương để đưa về nhà tang lễ phụng hương để làm tang. Thế thì kế hoạch của gia đình là chiều thứ hai từ 2 rưỡi đến 3 rưỡi chiều là tổ chức viếng bà ở phụng hương, và sau đó là đến sau sau đấy thì là đưa về quê ngoại ở Bắc Ninh, Thuận Thành Bắc Ninh, để làm tang cho bà an táng. Đấy, rất cảm ơn các anh chị em đã gửi năng lượng yêu thương đến gia đình. Cho nên là cũng thực sự là cũng nhận được nhiều năng lượng. Nên là 5 người phát điểm cũng là một kỳ tích. Và cũng tiến là đều là khỏe mạnh. Và nhất là như vợ chồng của mình, là bản thân mình thì đã lành. Thì anh ấy là một bệnh nhân đã liệt mấy năm. Thế tuy nhiên là tất cả những cái thuốc gì tốt nhất, ví dụ như là nhà mình còn kiếm được cả cái thuốc này nữa, tức là thuốc bảo vệ phổi của y học cổ truyền, là thực sự là nó rẻ nhưng mà nó rất là quý giá. Cho nên là nhà mình 5 người dùng được thì đều thoát, chỉ có mẹ mình là bà uống bị trào ra, không không tức là không kịp. Sau khi đấy thì bà đã uống được một nửa liều của thuốc Vũ Hán rồi, nhưng cũng không cứu được. Bởi vì là khi bà đến bệnh viện đến ngày thứ ba thì huyết áp của bà tăng quá cao, quá đột ngột, nên là không giữ được. Cuối cùng là bệnh viện cũng rất nỗ lực nhưng không giữ được. Thế nhưng mà cái thuốc này là thuốc quý này, thuốc bảo vệ phổi mà gia đình các vị chủ tịch nước với cả phó thủ tướng thứ là dùng hết. Rất may là nhà mình quen với cháu mà là con nuôi của cái người chế tạo ra cái thuốc này. Thế cho nên là rất là cảm ơn Hòa đã có những cái rất cảm ơn Hòa đã có những cái chia sẻ. Và khi mà mình có những cái sự cố như thế này thì lúc đó mình thực sự mình thấy là cái công cụ mà giúp mình thanh tẩy mình đã dọn dẹp trước đó rồi. Thực sự là Hòa đã dọn dẹp từ trước đó rất lâu rồi, và chính bản thân mẹ Hòa
cũng là cái người mà thực hành cái này và đã Đúng rồi, gọi là đã thoát một lần, đúng, thực và sự đã thoát hiểm khi đã nhà thoát mình hiểm một bị sập lần trần đấy. khi mà bị sập trần rồi đó. Cho nên là khi mình ở đây cùng với nhau mình thực hành ấy, thì mình gọi là mình đã biết rồi, đã một gọi là đã biết có một cái chổi quét nhà, chổi quét nhà nó thật là sạch, một cái máy hút bụi mà mình không có bị tốn phí, mình cũng không có phụ thuộc vào ai, không phụ thuộc trời nắng trời mưa hay là ai đó, mà bản thân mình luôn luôn liên tục mình có thể làm được, thì mình cứ cố gắng mình làm và mình làm nó thực sự nó tốt, và đến khi mà mình gặp những cái vấn đề thì lúc đó mình mới thấy rằng là cái công cụ này nó phát huy hiệu quả quá mức, quá là tuyệt vời đó. Thì bản thân cá nhân mình cũng có những cái vấn đề của mình, và khi mình thực hành cái này thì nó đã giải, gọi là giải cứu cho mình được rất rất là lớn luôn đấy đó. Thì đấy là cái phần thực hành của mình. Ok, thì còn tuần vừa rồi thì mình có ai có một cái điều gì chia sẻ không? Có ai có cái điều gì chia sẻ trong tuần vừa rồi không? Có ai nghe lại cái phần 4 không? Nay không biết là chị Nga không vào được hay là chị Nga thì bận gì đó nhưng mà không vào được. Phần 4 là những cái phần 4 là cái ở chương 6, chương 7 và chương 8. Chương 6 đó là những cái chương trình này nó từ đâu mà ra? Ra những cái chương trình, những cái ký ức từ đâu nó ra? Đó. Thì mọi người có ai có cái thực hành gì không? Dung được thời gian vừa rồi Dung có thực hành nhiều không? Dạ, em xin chào cả nhà. 2 tuần vừa rồi thì cũng là do cái tính chất công việc, thế nên là em có cái sự thiếu vắng trong cái lúc cái nhóm này. Thế nhưng mà trong cái thực hành Ho'oponopono thì ngay từ đầu thì em cũng không là cái người mà bám sát chương trình nhiều, nhưng mà em vẫn luôn luôn nhớ là thực hành 4 cái câu nói mà chị Lưu Hà đã trao gửi. Thì em nghĩ rằng là cái điều đó chung quy lại thì tất cả mọi thứ nói xa hay nói gần thì mình cứ quay lại thực hành 4 cái câu đó, thì tự dưng mình sẽ thấy mình được tĩnh lặng và mình được an trong cái con người của mình. Và đối với người ngoài như thế nào thì không quan trọng, nhưng mà như em thì cứ quay lại tập trung chính bản thân mình, thì mỗi một ngày mình thay đổi, cho dù là mình không phải là thay đổi một cách ngoạn mục, nhưng mà mình đã cảm nhận được nó và mình đã thanh lọc được nó và mình đã thấy mình bình an hơn. Ví dụ mọi sự mọi ví dụ như là ngày trước có một cái sự việc đến với mình thì mình sẽ thế này thế nọ các thứ, nhưng bây giờ mình giảm tiết cái phần trăm đi rất nhiều, và như mình không chú ý đến nó nữa thì mọi sự nó sẽ không đưa vào đầu, giống như kiểu nó không không phải là rác đưa vào đầu mình nữa, thì mình thấy rất là nhẹ nhàng rất là nhiều. Đấy, thế còn trong cái câu chuyện em đi làm thì nó một ngày nó diễn ra rất rất là nhiều, từ già trẻ rồi tất cả mọi thứ, nhưng mà mình hãy làm gọi là như 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 chị Hà nói là biến nó thành lê đô, tức là mình không không tập trung về nó nữa, thì mọi điều mình thấy nó đơn giản và nhẹ nhàng với mình nhiều hơn ạ. Và em chỉ có thể là em có một người bạn thì đợt vừa rồi chắc là người gái của em căng công việc ấy, căng thẳng nhiều quá chắc là dẫn đến stress, thì cứ mỗi lần mà căng thẳng là bạn ấy lại phải dùng thuốc. Thì em rất là muốn giúp đỡ cho bạn ấy vào cái câu lạc bộ này để bạn có thể nhìn nhận ra và mình không bị lạm dụng vào những cái thứ thuốc đó nữa, bởi vì như thế thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì thay vào đó mình sẽ tập trung vào bên trong của mình. Thì em nghĩ chắc chắn là đây cũng là một trong những nguyên nhân mà chị Hà nói rằng là khi mà gặp những cái cảm xúc, gặp những cái biến cố, gặp những cái stress thì nó là những cái nguyên nhân gây đến cho mình như thế. Thế nhưng mà bạn ấy chưa biết cách cũng như là chưa được tham gia vào những cái câu lạc bộ của mình như thế này, cho nên là chắc chắn là cái sự việc đấy nó cứ tăng dần. Và em nghĩ nếu như không được giải quyết nó dẫn đến cái trầm cảm rất là nặng. Đó. Thì em cũng muốn chia sẻ như vậy thôi ạ. Em Nhẹ nhàng. khi mà em thấy cái điều đó thì em
em thanh tẩy, vậy khi em thanh tẩy thì em thanh tẩy thì em sẽ thanh tẩy được cho bạn ấy, và bạn ấy sẽ vào được, bạn ấy sẽ có thể vào được tham dự được cái này. Em sẽ À. tìm ra cái cách để em giúp cho bạn ý hiểu rằng có một cái công cụ nó rất đơn giản nhưng nó giúp được cho bạn ý, và bạn ấy không cần phải dùng thuốc đó. Thì chính khi em thanh tẩy thì là lúc em sẽ làm được cái điều đó, đúng không? Bởi vì hiện nay là bạn ấy chưa nhận ra, đúng không? Và Vâng. chị nghe chị hiểu rằng là em đang muốn giúp cho bạn ấy để bạn ấy được vào ở đây, đúng không? Vậy thì cái cách để mà em có thể giúp được bạn ấy thì em sẽ là cái người tự tìm ra, và trong Vâng. đó trong trong cái những cái phương cách để em có thể tiếp cận được với bạn ấy thì cái việc thanh tẩy của chính em đó chính là cái công cụ để bạn ấy vào được đến đây. Dạ Đó. vâng. Ok. Xin cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em. Rồi, có ai chia sẻ gì nữa không? Ai chia sẻ gì không? Ở trong trong cái chương trong cái phần 4 ấy. À em chào chị Nga, lúc nãy đang vừa mới nhắc đến chị Nga. Vừa mới nhắc đến chị Nga Chào là thầy Nga. không biết là hôm nay là vì chị Nga bị quên mất quên mất cái thay đổi pass hay là chị Nga đang có việc bận gì mà chưa thấy chị Nga vào, thì vừa mới nói xong một tí thì Hai thứ hai thứ à. đặt đồng hồ mà kiểu gì nó không kêu Nhưng mà cũng vậy thì may, đã bởi vì hôm nay vì là em đổi pass thế cho nên là cũng ok Diên, cảm ơn Diên. Bởi vì là em đổi à, pass cho nên là mọi người cũng hơi bị trục trặc đúng lúc vào một chút. Rồi, ok, trong cái phần 4 ý, mọi người có ai nghe lại cái phần 4 ở cuốn 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 không trở về không không? À, Sang đã nghe hai cuốn này chưa hả Sang? Em tắt mic rồi. chào tất cả các anh chị trong Zoom ạ. Thực sự là em cũng chưa nghe qua hai cuốn này, thế nhưng mà em cũng đã được nghe cái phương pháp thực hành Homo Homo và em cũng đã thực hành, nhưng mà nó chưa sâu và em cũng chưa hiểu rõ về cái bản chất của cái bài thực hành này ấy. Và em rất muốn là tham gia vào Zoom này để mình được kết nối sâu với bản thân mình, vì em hiểu rằng là ngay em thì em hiểu rằng là bản thân mình chưa kết nối được với cả cái con người bên trong mình, thế nên là mình vẫn còn gặp rất nhiều các cái vấn đề mà bản thân mình chưa giải quyết được, nên em muốn tham gia vào đây để thực hành kết nối ạ. Ok, cảm ơn em. Ok. Vậy thì thế sao thì chị sẽ mời em vào trong cái nhóm không giới hạn ấy ở trên Facebook ấy. Thì trên đấy nó có rất là nhiều những các cái bài viết cũng như là những các cái link của cuốn sách ấy. Thì em có thể em sẽ nghe dần, em nghe dần thì nó mới vỡ ra được nhiều. Thế xong rồi đấy thì các buổi sáng thứ bảy từ 6 giờ 5 cho đến 6 giờ 55 thì mình sẽ có sinh hoạt như thế này, mình sẽ đi sâu hơn nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Ok. Lan. Cái chia sẻ thêm một cái này nữa ạ. Đối với tất cả mọi người trong nhóm thì em không biết cái cách thực hành thế nào. Thế nhưng riêng đối với bản thân em thì khi mà mình thực hành cái Ho'oponopono ấy, nhưng cái quan trọng là cái cách ứng xử hàng ngày và những cái ngôn từ hàng ngày ấy, của mình ấy, mình phải thay đổi. Tức là mình ngày trước mình nói một cái từ là ôi thôi chết rồi chẳng hạn, thì bây giờ mình phải ngược lại, tức là mình phải nói là ví dụ là mình phải thay đó vào một cái ngôn từ khác, tức là tất cả cái ngôn từ đó nó là một cái ngôn từ mà mình sử dụng không đúng cách, hoặc là mình chỉ nói những cái lời tiêu cực ấy, cái điều đó nó là một cái liều thuốc, gọi là có thể nói là một cái liều thuốc độc mà mang đến cho người ta rất là những cái không không tốt. Cho nên là trong kể cả cái ngôn từ hàng ngày mình cũng phải nên thay đổi, và mình phải đảo ngược nó lại, những cái thứ mà mình cảm giác nó không ổn và những cái lời nói nó mang sát thương những người khác thì mình đảo ngược lại, thì từ những cái đó mình mới tức là bên trong và bên ngoài mình phải đồng nhất thì nó sẽ tốt hơn. Đấy là em nghĩ. Còn nếu như khi cái cách nói cùng với đồng nghiệp của mình hay cùng bạn bè mà mình chỉ nói những cái lời tiêu cực và chỉ ném ra những cái lời mà nó không hay ho như gì, thì nghiễm nhiên tự nhiên người khác, người ta nghe vào người ta sẽ không bao giờ người ta thích nghe, và mọi người cứ 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 nghiệm mà xem,
trên cái Facebook của mình hoặc lấy mà có những cái người mà cứ nói như thế thì mình cũng chỉ muốn hất người ta ra thôi, chứ không 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 bao giờ muốn muốn tiếp xúc cái kiểu như thế. Đấy là cái mà em cảm nhận được Là đấy là cảm như ơn, cảm ơn Dung. À, cái điều đó thì rất là đúng rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có, mình sẽ có hai cái phần. Một là cái những cái ký ức, những cái ký ức là những cái thứ mà mình đã gọi là những cái, nếu mà trong trong năng đặng kim cương ấy, hay là trong cái nguyên lý gieo hạt ấy, thì cái mà mình đã vứt ra rồi, cái hạt mình đã vứt ra rồi, mình đã ném ra rồi, bây giờ nó đến lúc nó nở ra thì lúc đó là cái thứ mà cái ký ức nó trồi lên. Còn cái mà Dung đang nói đấy là cái cách mà chúng ta sẽ phải gieo cái hạt mới. Thì khi mình nếu như mình không thanh tẩy được, mình không dọn dẹp đi được cái khu vườn của mình ấy, mình cứ hình dung thôi, cái vườn của mình nó đầy cỏ dại, đầy những cây gai nó mọc lên ấy, thì mình có trồng được cái cây gì đâu, không trồng được, không có đất để mà trồng. Vậy thì cái công việc của mình bây giờ là đang đi dọn vườn. Và trong khi khi mình biết được là những cái thứ mà mình ném ra, mình vứt ra, nó có thể nó mọc lên thành những cái cây dại, cây gai, và nó ăn sâu bén rễ, và nó không, nó làm cho không những là không còn đất đấy mà nó lại còn ăn hết cả đất vào trong cái căn nhà của mình đi, và cái nền nhà của mình đi, thì mình sẽ biết rằng mình sẽ không bao giờ mình ném hạt một cách bừa bãi mà mình không chọn lựa, đúng không? Thế nhưng còn ở đây là những cái thứ mà nó thuộc về ký ức. Những cái ký ức này nó nằm sâu bên trong, và mình nhớ là những cái ký ức này nó không phải chỉ là đến từ cái đời kiếp này đâu. Cái ký ức này nó đến từ những cái đời kiếp khác, nó không phải chỉ xuất phát từ đời kiếp này mà xuất phát từ những cái đời kiếp nào, từ thời Amit cơ mà. Tiến sĩ Hulen vẫn nói là nó xuất hiện từ thời Amit, mình có biết thời Amit là cái thời thuở nào đâu, đúng không? Vậy thì cái công việc của chúng ta là công việc dọn dẹp. Còn cái điều mà Dung chia sẻ rất là đúng, rất là tuyệt vời, đó là mình phải mình tự ý thức mình gieo những cái hạt tốt, và mình lựa chọn ngôn từ nói, không phải nói nhiều mà tiết kiệm cả lời nói, tiết kiệm cả ngôn từ. Tại sao các cụ mình nói là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, đừng có nói những cái gì mà nó không có lợi cho chính bản thân mình, không có lợi cho những người xung quanh mình đó. Thế thì ở đây thì lúc nãy mình đang nói dở là cái việc đọc, tức là để cho Sang cập nhật lại những cái tri thức đúng về cái cuốn này, thì Sang sẽ chịu khó nghe lại nhé, hay là bạn Thắm mà chưa nghe thì cũng nghe lại nhé. Hình như Thắm có ở trong cái nhóm không giới hạn rồi đúng không? Ừ, để mình sẽ ghim lại cái bài có cái link, hoặc là thực ra thì thời gian này mình cứ mỗi một bài mình đều 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 để cái link nghe ở dưới. Thế nhưng mà nếu như bạn nào mà chưa chưa nghe cái cuốn một ý, chưa nghe cuốn không giới hạn, thì nên nghe cái cuốn đó trước, bởi vì bây giờ bọn mình đang sang cái cuốn 2 rồi thì nó giải thích sâu hơn, nhưng mình phải biết những cái nguyên lý cơ bản đầu tiên đã. Đó. Ok, thì ở trong cái phần 4 này thì ngay cái chương số 6 là cái nó gọi là một cái chương là những chương trình này từ đâu ra. Thì ở đây phần này nó tương đối là về khoa học. Tương đối là về khoa học, là nó chỉ ra cho mình, tác giả chỉ ra cho mình là cái phần mà về bộ não của mình ý. Thì tiến sĩ Hulen thì nói rằng là bạn đã hoàn hảo lắm rồi, không có mình không có cái gì sai cả, nhưng cái sai ở đây đó chính là những cái chương trình, những cái ký ức nó đã được tích tụ qua những sự việc, những sự kiện, những con người xung quanh chúng ta, và nó có cả từ những cái thời amip mà mình cũng không hề biết. Và ở trong này thì có một cái khái niệm mình cũng cần lưu ý, đó chính là những cái vấn đề ấy, thì nó không nằm ở trong bản thân một con người này, mà nó nằm ở trong cái não bộ, nó nằm ở trong cái não bộ. Và với cái việc là với những cái kỹ năng, với những cái cách thức mà các nhà khoa học đưa ra, thì người ta thấy rằng là mình có thể học cái cách để đào tạo, gọi là tái đào tạo cái não bộ của mình. Và ở đây có tiến sĩ Swartz thì có viết trong một cuốn sách đấy gọi là khóa não. Thế thì cái não bộ của mình ý, nó tức là nó hoạt động theo cái bản năng của nó.
Nhưng mà cái việc mà nó những cái thông điệp mà mình nhận được ấy thì nó rất là dễ để nó đánh lừa cái não, bởi vì cái não nó có thể nói là nó tất cả những thông tin nó vào bên trong thì mình ấy, mình không có khả năng để mình tách ra khỏi những cái thông tin mà nó có tác động đến cái cảm xúc của chúng ta. Và ông Swatch này thì ông có gọi là những cái, nó có những cái thông điệp đánh lừa não, nó có cái những thông điệp đánh lừa não. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể tách mình ra được khỏi chúng, làm thế nào để chúng ta những cái ý tưởng đó nó đẩy ra khỏi cái ký ức của chúng ta, nếu là những cái ý tưởng mà nó không, mình biết rằng là đấy là những cái ví dụ như vừa rồi Dung nói là mình nói những cái lời đó ra những người khác rất là khó nghe, nhưng tại sao mình lại bật ra? Mình bật ra bởi vì thực tế là bên trong mình đang có cái điều đó. Bạn cứ nhớ lại mà xem. Tất cả những cái gì chúng ta nói ra đều là phản chiếu ở bên trong chúng ta. Tất cả những cái gì chúng ta nhìn thấy đều là những cái phản chiếu của bên trong chúng ta. Và tiến sĩ Hulen luôn luôn có một cái câu hỏi rất là hay và bao giờ mọi người cũng cười là tại sao bạn lại có mặt khi sự việc đó xảy ra? Tại sao bạn lại có mặt khi vấn đề đó xảy ra? Đúng không? Đó. Vậy thì ở đây thì có bốn cái bước mà giúp chúng ta có thể làm chủ cái vấn đề này để mà cái việc thanh tẩy của chúng ta nó thực sự là được loại bỏ một cách vĩnh viễn, chứ không phải là nó chỉ thoáng qua và nó gọi là để nó không bị kích hoạt lại nữa. Ở đây thì có bốn bước, cái này trong sách đều có, mọi người nghe lại, nhưng ở đây mình sẽ đọc lại nhé. Thì bước số 1 là tái định nghĩa, là xác định các cái thông điệp đánh lừa não và các cái cảm giác khó chịu mà gọi đúng tên đích thực của chúng. Ví dụ những cái thông điệp đó nó làm cho mình cáu giận, nó làm cho mình thất vọng, nó làm cho mình tức tối, nó làm cho mình sợ hãi, nó làm cho mình làm như thế nào đó, thì việc đầu tiên là mình xác định những cái thông điệp đó nó đã tạo nên cái cảm xúc gì của mình gọi đúng cái tên đích thực của nó ra. Bước số 2 bắt đầu là hiệu chỉnh. Và khi hiệu chỉnh thì chúng ta thay đổi cái nhận thức về cái tầm quan trọng của những cái thông điệp mà nó đánh lừa não đó. Để mình phát biểu được xem là tại sao những cái ý nghĩ, những cái sự thôi thúc và những cái xung năng đó nó cứ làm phiền mình. Và mình có một ý thức rằng là không phải là tôi, mà chính là cái não bộ của tôi nó đang kích hoạt cái điều đó. Nó đang kích hoạt cái điều đó lên. Và cái bước số 3 đấy là mình tái tập trung. Tái tập trung là như thế nào? Đó là mình hướng cái sự chú tâm của mình đến một cái hoạt động hoặc một cái quá trình mà cái tinh thần nó mang cái tính lành mạnh và hiệu quả. Và ngay cả khi là cái sự thôi thúc này, hay cái ý nghĩa này, hay là cái xung năng này, hay những cái cảm giác giả mà nó đánh lừa này, nó vẫn còn hiện hữu với nhiễu ta. Có nghĩa là gì? Khi mình cứ hình dung rằng là khi mình gặp phải một cái sự việc nó làm cho cái cơn tức giận của mình nó bùng phát lên, nó như một cái ngọn lửa nó sùng sục, nó cháy rất là mạnh. Lúc đó bạn Dung có muốn nói những cái lời hay, nói những cái lời tốt thì lúc đấy bạn Dung có khi cũng quên tiêu đi mất. Chẳng biết là xưa nay bạn Dung toàn nói những lời hay, lời ý đẹp. Nhưng mà bỗng dưng một ngày bạn Dung không còn tìm thấy đâu những lời hay ý đẹp nữa. Và bạn Dung một phát bạn Dung quăng tả tơi rơi rụng các loại ngôn từ ra. Đúng không? Có những lúc nào mình như thế không? Đấy là khi cái cơn nóng giận nó đã bùng lên và mình không kiềm chế được. Vậy thì mình nhớ rằng là khi mình, cái bước 3 là mình tái tập trung, thì mình hướng cái sự tập chú tâm của mình đến cái điều tích cực, đến cái thứ mà nó mang cho mình cái cảm giác tinh thần nó lành mạnh và nó hiệu quả, nó mang lại cho mình cái cảm giác mình ăn hơn. Thì cái lúc đó mình sẽ làm gì nếu như mình không thực hành cái bốn cái câu này thường xuyên? Thì nó rất là khó, bởi vì tâm trí của mình nó đang bị hỗn loạn,
nó như cái một cái con khỉ, bảy giờ hoặc nó bảy đang giờ nhảy nhảy đấy, nhót nó bảo thế tung tóe hết ở bên trong lên, thì mình không thể nào mình bắt nó im được. Nhưng nếu như mình có cái, nó giống như là mình có một cái gậy thần ấy, mình gõ bốn gõ thì cái con khỉ đấy nó biết rằng nó phải dừng lại. Nếu nó không dừng lại nó sẽ bị phạt hoặc nó bị gì đó. Thì đấy, mình hiểu một cách đơn giản như thế để mình dễ hình dung, đúng không? À, sau đó đến bước số 4. Bước số 4 là tái đánh giá. Tái đánh giá là mình nhìn rõ những ý nghĩ, cái sự thôi thúc và những cái xung năng này theo đúng cái bản chất của chúng. Nhìn rõ lại những ý nghĩ, những cái sự thôi thúc và những cái xung năng mà nó đã xảy ra đối với mình ấy, theo đúng cái bản chất của chúng. Là những cái cảm giác gây ra bởi các cái thông điệp đánh lừa não là nó không đúng và nó rất là không có giá trị, rất là kém giá trị. Đó, thì khi ấy mình mới nhận thấy rằng à ừ nhỉ, tại sao những cái thông tin đó, cái sự kiện đó, những cái dữ liệu đó nó làm cho mình tức giận, và khi tức giận thì ai là người mà phải chịu trận đầu tiên? Ai là người cảm thấy đau khổ? Ai là người cảm thấy mệt mỏi? Ai là người cảm thấy mình yes, chính mình chính là mình. Vậy thì trước tiên trước tiên là mình là người phóng cái lao đó đâm chính vào bản thân mình. Và cái điều đó thì có phải là điều mình mong muốn không? Mình không mong muốn cái điều đó mà, đúng không? Đấy, thì khi mình tái đánh giá, mình nhìn lại cái những cái ý nghĩ, những cái thứ mà nó đã xảy ra đó, nhìn vào đúng cái bản chất của nó. Vậy thì cái sự việc xảy ra đó, khi mình nếu như mình học sâu hơn nữa thì mình còn có một thứ nữa, đó chính là ở một cái thời điểm nào đó với một ai đó khác, mình đã gieo một cái hạt, mà bây giờ cái hạt đó nó nở ra và nó quật lại chính mình. Mình vẫn hay Mọi người vẫn có thể nghe nói cái từ là nghiệp quật ấy. Thì đấy chính là những cái ký ức của mình, nó có thể do mình một cách vô thức mình gây ra, nhưng có những cái thứ mà có thể là có những cái mình có ý thức là mình gây ra bằng cách, ví dụ chẳng hạn như là ý thức là mình mắng con nó đi học về, trời thì mưa mà nó lại đi nó dầm mưa vì nó lúc ý nó rất thích tắm dưới mưa chẳng hạn. Mình về mình nhìn thấy, thay vì việc mình quan tâm lo cho nó là ô bây giờ vậy thì con phải đi vào con tắm nước nóng ngay để cho nó không bị cảm nhiễm lạnh, nhưng mà mình đang ở một cái cơn cáu giận gì đó, hoặc là mình lo lắng nhưng lại lo lắng một cách không đúng, mình quát nó một trận tơi bời khói lửa, thế là bao nhiêu là những cái cảm xúc của nó khi nó được trải nghiệm cái tắm mưa nó rất là thú vị, nhưng mà mình đã đập tan nát cái cảm xúc đó của nó. Thì có hai thứ xảy ra: một là mình dập tắt những cái cảm xúc của con, và cái ký ức của nó đấy chính là một cái ký ức rất đau buồn mà nó sẽ mang vào trong tương lai của nó. Cái thứ hai đó là cái cảm xúc đó, khi mình mắng con, mình yêu con nhưng mình mắng con, thì cái cảm xúc mình nhận được lại đó là gì? Đó là mình cảm thấy rất là đau đớn, mình không có không nó chẳng có vui vẻ gì cả. Mình lôi sình sạch nó vào, quát cho nó một trận, thậm chí nếu mà bé thì tát cho một phát vài cái mông đỏ lăn hết cả mông, lần mày lần sau mày cấm có được ra trời mưa nhé, ra trời mưa như thế này thì thế nọ thế kia, đúng không? Đấy, thì hai cái đấy là cái mình có chủ đích, mình có ý thức là mình gây ra cái cảm xúc đó. Nhưng có những cái cảm xúc mà mình vô thức mình đã bị tích tụ cái ký ức lại. Trong trường hợp này, ví dụ như cái đứa con, khi nó bé nó phải chịu trận bởi vì nó không có cách nào bảo vệ, không có cách nào tự vệ, vì mình đang có quyền là mẹ là bố, mình có quyền đánh nó. Nhưng những cái ký ức đau buồn về cái sự việc đó nó được ghim vào trong tiềm thức của nó mang cái ký ức đó vào trong tương lai. Vào trong tương lai, có một lúc nào đó nó gặp phải một cái sự kiện, nó cái ký ức đó nó sẽ bùng ra. Và trong luật nhân quả thì nói rằng cái lúc đó là cái quả nó đã bung ra, cái hạt nó đã nở ra,
và mọi thứ bắt đầu là nó có những cái hệ lụy tiếp theo này. Đó. Vậy thì chúng ta nhớ rằng là khi chúng ta biết bốn cái bước này thì mình khi mà phân tích rạch ròi thì chúng ta sẽ biết rằng là mình cần phải có bốn bước như thế. Đầu tiên là phải xác định rõ cái cảm xúc đấy, rồi mình hiệu chỉnh, rồi mình tái tập trung, rồi mình tái đánh giá lại. Đó. Thì bốn cái bước đó. Nhưng khi mà cái cảm xúc nó đến ý, không có thời gian đâu mà phân tích được đâu. Cho nên cái việc đơn giản nhất là mình cứ thực hành, và mình thực hành thậm chí kể cả lúc mình không có ý thức rằng cái sự việc nó diễn ra. Quét nhà sạch sẽ đi, nhà cửa lúc nào cũng sạch bong sáng bóng đi, bát đĩa bếp núc gọn gàng sạch sẽ thì luôn luôn mình có một cái cảm giác thư thái. Còn nếu mình mà để bẩn thử xem cái bếp, hai ngày không dọn xem, nhìn về đến nhà một cái là những cái cơn nóng giận từ cơ quan, từ bạn bè, rồi từ người này rồi người kia bắt đầu là nó bùng hết cả lên. Đó, thế thì đấy là cái mà trong cái phần 4 này mình lưu ý cái đó. Thì phần 4 này mình cái thường ngày trước mình đọc thì mình để nó hơi dài. Thế tuy nhiên thì cái chương 8 là một cái chương rất là hay. Chương 8 là một cái chương cực kỳ hay. Thì mọi người nghe lại cái phần 4 này đi. Còn nếu mà ai chưa nghe thì tốt nhất là trong một tuần này đủ thời gian để nghe lại cái cuốn Không Giới Hạn trước hết đã. Sau đó hãy nghe sang cái cuốn Trở Về Không thì mình sẽ rõ hơn. Đấy, và đến cái có cái chương 8 ở trong phần 4 này, những anh chị em mà mình đã trải qua cả một hành trình rồi ấy, mình nghe lại cái chương 8 đi. Ở trong phần 4 nó có cái chương 8. Phần này thì thu âm lúc ý nó hơi bị lỗi, là nó hơi bị nhỏ. Thì mọi người chịu khó là bật cái volume nó cao to hơn lên một chút. Vì là bây giờ mình làm lại thì nó cũng chưa chưa gọi là chưa chưa được duyên để làm lại cái này. Đó. Thì hôm nay cái phần này mình sẽ chia sẻ cái phần của cái chương của cái phần 4 phần ghi âm. Thì tuần sau mình sẽ chuyển sang một cái phần ở trong vẫn là trong phần 4, nhưng mà cái chương 8 là chương mà chiếc gương bí mật ấy, cũng rất là hay. Đó. Ok, cái phần chia sẻ của mình cho nội dung hôm nay nó là tập trung như thế thôi. Có ai có chia sẻ không? Em mời chị Nga đi. Chị Nga vào muộn một chút, em mời chị Nga. Ừ. Chị sorry hôm nay vào muộn. Chào cả nhà nhá. Thì mình cũng tuần vừa rồi mình cũng không có cái gì đặc sắc lắm, nhưng mà thực hành thì đúng là mình có thể mình tăng tốc độ hơn ấy. Tức là mọi lúc mọi nơi là mình vẫn thực hành bốn cái câu mệnh đề như thế, và mình thấy an yên, vui vẻ hơn. Cảm ơn các bạn nhé. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị. Đấy, mình chị Nga có nói một cái câu rất là hay, đấy là khi mà mình thực hành nhiều ấy, mình thực hành thường xuyên và nhiều hơn ấy, thì cái gọi là cái tốc độ của mình nó sẽ được tăng lên. Cái tốc độ thực hành của mình nó sẽ được tăng lên. Tăng ở cái chỗ là mình, em không biết chị Nga nói là tốc độ của chị tăng lên là với cái ý như thế nào? Tức là nhá, mọi khi chị tức là chị cứ hay bị quên ấy. Nhưng mà bây giờ chị cứ tâm tâm niệm niệm là lúc nào chị cũng thực hiện. Ví dụ ở nhà này, làm việc nhà, tất cả mọi chỗ chị cứ nhầm chị đọc. Và kể cả ví dụ chị có phải đi ra ngoài bằng xe máy như cái bạn gì đấy, bạn Lê Hương hay bạn gì đấy, chị cũng đọc bốn mệnh đề đấy. Tức là nhiều hơn ấy, gọi là tốc độ hơn. Dạ. Ok, đúng, rất là hay ạ. Tức đấy là khi mà mình thực hành nhiều hơn thì cái gọi là nó giống như là một cái nền nhạc, nó luôn luôn nó vang ở trong đầu mình. Thì nó vang trong đầu mình thì nếu mà mình có điều kiện thì mình nói ra, mà không điều kiện thì cái lời đó nó giống như là một cái máy à, nó liên tục nó chạy ở trong đầu mình á. Thì đấy chính là cái cách để mà mình để cho Ho'oponopono nó vận hành trong mình á. Đó, rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúng ta cũng đã đến giờ tạm biệt nhau mất rồi. Mình sẽ lại gặp lại nhau vào tuần sau. Và trước khi mà rời đi thì chúng ta sẽ lại có một cái bức ảnh để lưu lại nhé. Hôm nay chào đón hai thành viên mới, chị Thắm và bạn Nguyễn Sang.
Chào cả nhà, mình sẽ chụp màn hình nhá. Ok, ai thả tim thả tim nào. Ok, đó, em từ từ này. Phải chụp mà cẩn thận là phải chụp hai lần, một lần là trên màn hình và một lần là bằng máy này. Ok, ừ, đúng rồi, mọi người thả tim đi, mọi người thả tim ở trên máy đi. Cái reaction ấy. Ok, 1, 2, 3, tim. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào cả nhà. Cảm ơn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà.